Hello và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Clip này thì mình sẽ mang đến cho các bạn và hướng dẫn cho các bạn cách mà các bạn cài đặt một cái bản clean hack cũng ngon không kém gì Delta và Flowsu. Và clean hack này thì cũng gần như là chạy được tất cả các menu hack luôn và cũng rất là mượt nha. Đây như các bạn thấy mình test rất là mượt luôn. Get cây cũng rất là nhanh và get cây cũng không bị lỗi gì cả nha các bạn. Nói chung là bản này rất là ok. Thì bản này là cái bản Chigon VNG login nha các bạn. Thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà các bạn cài đặt về cách get cây nha. Thì như các bạn nhìn thấy trên màn hình là các bạn không thấy cái bản Chigon menu bản Chigon này đâu đúng không? Bởi vì là do mình vẫn chưa get cây nên là nó vẫn chưa hiện lên nha các bạn. Thì nữa mình sẽ hướng dẫn sau. Còn về cái bản clean Deltek VNG chính thức các bạn, chắc chắn là sẽ rất là nhiều bạn đang mong chờ bản đấy. Bởi vì là nhiều bạn không cài được cái bản Delta VNG bản login đấy các bạn. Thì cái bản chính thức ở cái bản update này là sẽ rất là khó cập nhật lên nha các bạn. Đấy thì mình có nhờ một bạn lần trước bạn update lên cho mình các bạn. Thì bạn bảo lần này sẽ update khá là lâu và rất là khó. Nên là bây giờ các bạn sống tạm với những cái bản login thôi nha các bạn. Nếu các bạn nào chơi bản VNG thì các bạn sống tạm với mấy cái bản login thôi. Còn các bạn nào chơi quốc tế thì quá là nhàn rồi. Đây các bạn chỉ cần tải bản quốc tế ấy, và sau đó các bạn đăng nhập nick của các bạn vào rồi. Có rất là nhiều bản quốc tế luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà các bạn cài đặt các bản Chigon VNG này login này nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ thoát game ra, mình cứ cài đặt hết đi nha các bạn. Và các bạn lưu ý là cái bản VNG login này nó như kiểu là bản quốc tế nha. Nói chung là nó là bản quốc tế. Nó sẽ giúp cho các bạn đăng nhập nick của bản VNG vào bản hack quốc tế nha các bạn. Ok, nói dễ hiểu như vậy cho các bạn hình dung ra. Không các bạn lại tưởng là đấy là bản quốc tế. Ok, thì đầu tiên các bạn xuống phần mô tả, phần bình luận của cái video mình đang quay này các bạn này. Các bạn ấn vào cho mình cái đường link là Chigon VNG. Thì mình sẽ để cho các bạn hai đường link, một đường link là Chigon bản quốc tế và một đường link là Chigon bản VNG. Các bạn nào chơi bản quốc tế thì các bạn cứ cài đặt về như bình thường, sau đó các bạn get cây thôi. Còn các bạn nào chơi bản VNG thì các bạn cần phải tải hai cái nha các bạn. Đó chính là một cái là Chigon VNG V2.650 OK và một cái là file login VNG V2.650 OK. Thì cái này mình quên chưa sửa lại chữ OK ở cuối cùng ấy, tí nữa mình sẽ sửa lại sau nha các bạn. Đấy thì các bạn tải cho mình hai cái nha. Chigon VNG V2.650 OK và file login VNG V2.650 OK. Tải cho mình hai cái này về. Link chính bị lỗi thì các bạn ấn vào link phụ nha các bạn. Ok, sau khi mà các bạn đã tải về xong thì các bạn thoát ra, các bạn vào cho mình ZA Achiever. Ứng dụng này các bạn tải trên Set Play. Sau đó các bạn vào cho mình cái mục download. Đây, sau khi tải về nó sẽ nằm ở trong mục download, ấn vào mục download cho mình. Đây các bạn thấy không? File login VNG V2.650 OK và Chigon VNG V2.650 OK. Đó, sau khi tải về các bạn được hai cái như thế này. Thì bước đầu tiên các bạn cài đặt cho mình cái file login VNG V2.650 OK trước cho mình. Đây. Cài đặt cho mình cái này cho mình trước. Ấn vào ấn cài đặt cho mình. Cài đặt đây. Ok, sau khi mà các bạn đã cài đặt xong thì bây giờ các bạn thoát ra. Các bạn vào Roblox VNG cho mình để các bạn đăng nhập nick của bản VNG của các bạn vào nha các bạn. Đấy, đến bước đây thì các bạn đăng nhập nick của bản VNG của các bạn vào. Ok, mình vừa đăng nhập nick của bản VNG của mình vào đây. Đây min Roblox đây. Thì có một vấn đề nữa đó chính là nếu mà các bạn nào vào Brofoot mà bị vang game ấy các bạn. Đây, như mình thì mình vào không bị vang game nhưng mà đây là dành cho trường hợp mà gọi là bạn nào bị thôi. Đấy, nếu mà các bạn vào Brofoot bị vang game thì các bạn vào cho mình cái game một tấm đèn theo nghĩa đen trước nha các bạn. Đây, game này này các bạn này. Đấy, đề phòng các bạn nào vào Brofoot bị vang game thì các bạn vào cho mình game này trước để fix vang game nha. Chỉ cần vào được game này là nó sẽ fix vang game luôn. Là các bạn vào Brofoot như bình thường. Đấy. Ok, đến bước này các bạn vẫn chưa vào game được đâu nha các bạn. Để Roblox VNG này. Đến bước này các bạn vẫn chưa vào được game đâu nha. Các bạn phải thoát ra, các bạn vào lại cái ZA Achiever này các bạn này. Đấy, các bạn cài đặt cái Chigon VNG V2.650 OK. Ấn vào, ấn cài đặt đè lên cho mình nha. Ấn cài đặt đè lên cho mình thì các bạn mới vào game được nha. Ok, mình vừa cài đặt đè thành công rồi đây. Thì bây giờ nó đã chuyển sang Roblox quốc tế rồi. Đấy, bây giờ các bạn vào game cho mình. Đến đây thì các bạn cấp quyền cho nó này. Cấp quyền này. Sau đó các bạn ấn nút quay trở lại cho mình. Nếu hiện thông báo tải bản VNG thì các bạn ấn nút quay trở lại nha. Đây, từ từ mình thoát ra, mình vào lại cho các bạn xem. Đây, nếu hiện thông báo tải bản VNG thì các bạn ấn nút mũi tên quay trở lại. Đây, cái nút mũi tên quay trở lại này. Đấy, các bạn thấy không? Ấn vào nút mũi tên quay trở lại, nó sẽ thoát thông báo này ra. Thì đấy, vừa rồi mình bảo đấy, nếu mà các bạn nào vào game mà đi bị vang game ấy các bạn, thì các bạn vào cho mình cái một tấm đèn theo nghĩa đen này cho nha các bạn. Đấy, để fix vang game nha. Và 4 phút bị vang game ấy các bạn thì chỉ cần vào game này là được. Là nó fix luôn. Còn mình thì mình không bị vang. Đây, đến đây thì các bạn đợi cho nó hiện lên Chigon để các bạn get cây nha các bạn. Đấy, đến đây các bạn copy whitelist link để sao chép được link get cây. Đấy, ấn vào là nó sẽ sao chép được link get cây. Thì bây giờ các bạn chỉ cần thoát ra, các bạn lên cho mình ứng dụng Chrome để các bạn get cây nha. Lên ứng dụng Chrome này, các bạn ấn vào dấu cộng cho mình. Sau đó các bạn ấn vào thanh tìm kiếm, giữ vào, dán được link get cây vào thanh tìm kiếm rồi nút tìm kiếm cho mình. Get cây của bạn Chigon này nhanh lắm. Đây. Các bạn ấn vào nút checkpoint 1 cho mình. Đây có nút mũi tên đây này, ấn vào nút mũi tên ở đây.
sau đó ấn nút quay trở lại nha các bạn. Nó bị dịch sang trang web listing, ấn nút quay trở lại nó phải vào cái trang link Vertee này nó mới đúng này. Sau đó thì các bạn chỉ cần kéo xuống cho mình, ấn vào nút website màu cam này cho mình. Sau đó kéo lên ấn vào nút skip ở trên đây nha. Đây nút skip đây. Rồi các bạn đợi 10 giây là có cây. 10 giây ấn nút có ấn vào cái chỗ này là có cây luôn. Nhanh lắm. Cái cây nhanh hơn và dễ hơn Delta, không bị lỗi. Đây ấn vào nút get website màu đen này cho mình. Đấy, vậy là có cây rồi các bạn ạ. Cực kỳ nhanh thôi. 23 giờ 59 phút 55 giây. Một cây sử dụng trong vòng một ngày, đơn giản thôi. Bây giờ thì các bạn đi lấy menu hack để các bạn chạy vào nha các bạn. Đây từ từ mình sẽ đi lấy menu hack nha. Đây mình có menu hack ở đây rồi. Và các bạn lưu ý là các bạn sao chép menu hack ở trên ứng dụng Chrome thì các bạn note lại nha các bạn, như kiểu là các bạn ghi vào app sổ tay này rồi các bạn sao chép lại nha. Hoặc là các bạn có thể là gửi qua Mensen, gửi qua Mensen nick phụ của các bạn đấy các bạn. Các bạn gửi cái dòng script này qua Mensen nick phụ của bạn để các bạn sao chép lại cái menu hack các bạn. Bởi vì nhiều lúc là các bạn sao chép menu hack ở trên ứng dụng Chrome, các bạn vào game các bạn nhập thì nó không hiện lên menu, nên là các bạn lại phải nốt lại ở trong ứng dụng ghi chú hoặc là gì đó để các bạn sao chép lại. Đây bây giờ mình sẽ vào game, mình chạy vào menu hack cho các bạn xem. Đấy thì có hai cái bật tắt menu hack, một cái này và một cái này. Đấy các bạn ấn vào cái dòng editor cho mình. Đấy đến đây thì các bạn ấn nút clear cho mình. Đây clear đây, xóa mấy cái dòng này đi. Có hai cách để chạy vào menu hack, là một cái là các bạn ấn vào giữ vào cái chỗ bên cạnh số 1 này, sau đó các bạn dán cái dòng script vào, sau đó các bạn ấn nút Execute thì nó sẽ chạy vào menu hack. Còn cách thứ hai là các bạn chỉ cần ấn vào cái nút Execute Create Path này là nó sẽ chạy vào menu hack luôn. Đây ấn vào nút này này, bây giờ mình sẽ ấn vào cho các bạn xem. Đó, dù bắt đầu là dán dữ liệu bộ như tạm của các bạn. Đấy, đến đây thì các bạn ấn vào cái nút này để thu nhỏ menu lại. Đó, vậy là xong. Đó, thì bây giờ các bạn bật auto farm các kiểu lên thôi. Đây, bật auto farm cho các bạn xem. Quên đấy, select fast attack hình như không có chọn đâu. À mình đang bật auto farm level, biết thế bật auto farm bond là sao? Đang đặt farm bond, bật luôn auto farm bond. Đấy, auto farm level các kiểu đều rất là ngon nha các bạn. Có cả bài bát TP giúp cho các bạn di chuyển nó nhanh hơn. Đấy, còn các bạn nào không muốn dùng bài bát TP thì các bạn tắt đi. Tắt bài bát TP đi. Đấy, để cho nó di chuyển. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video mình nha. Mình tạm dừng clip này đây thôi. Đấy, clip này chủ yếu là mang đến cho các bạn cái bản Chigon VNG fix cập nhật này cho các bạn trải nghiệm nha các bạn. Cho những các bạn nào sử dụng bản Delta bị lỗi thì có thể sử dụng bản Chigon này cũng rất là ngon nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video mình nha. Bye bye và hẹn lại các bạn cho các video tiếp theo nha. Và nếu các bạn thấy hay thì các bạn đừng quên đăng ký kênh và đừng quên bên cạnh để có thể là tiếp tục ủng hộ mình chia sẻ tiếp script và hack bóng phút lên trên kênh đấy nha các bạn. Bye bye và hẹn lại các bạn cho các video tiếp theo nha.